Xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đã đến với chương trình dạy học trực tuyến của cô Tấm. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau làm vở bài tập toán lớp 2 tập 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Bài 1: ôn tập các số đến 100. Tiết 1: trang số 5. Cô mời các em hãy mở trang số 5. Chúng mình cùng nhau làm các bài tập nhé. Bài tập 1 yêu cầu như sau: viết theo mẫu. Các em hãy quan sát mẫu. Ở đây chúng mình thấy cột thứ nhất là mô hình, cột thứ hai là cột trục, cột thứ ba là cột ghi đơn vị, cột thứ tư là cột viết số và cột thứ năm là cột đọc số. Vậy đầu tiên chúng mình quan sát mẫu. Ở mô hình thứ nhất chúng mình thấy có 25. Các em hãy quan sát ở đây có 25 quả. Vậy 25 quả này gồm có mấy chục và mấy đơn vị? Các em ạ, 25 quả này được tách gồm có 2 chục và 5 quả rời đấy. Vậy 2 chục ở đây chính là số 2, chúng mình điền vào cột trục. 5 đơn vị ở đây là 5 quả rời, chúng mình sẽ điền số 5 vào cột đơn vị. Và từ đó chúng mình viết được số 25. Đó là chữ số 2 ghép với chữ số 5. Số 25 là số có 2 chữ số. Chúng mình đọc như sau: 25. Các em lưu ý số 5 chúng mình đọc là 5. Tiếp tục các mô hình còn lại, các em hãy đếm số quả và điền số trục, đơn vị, viết số và đọc số tương ứng với từng mô hình nhé. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta làm bài tập 1 nào. Các em làm bài xong chưa? Chúng mình quay trở lại màn hình để chữa bài nhé. Ở mô hình thứ hai, cho cô biết có tất cả là bao nhiêu quả. Các em ạ, ở mô hình thứ hai chúng mình thấy có tất cả là 34 quả đấy. 34 quả gồm có 30 quả và 4 quả rời. 30 quả ở đây cô ghi số 3 vào cột trục. 4 quả rời cô ghi số 4 vào cột đơn vị. Và từ đó chúng mình viết được số 3 ghép với số 4, chúng mình được số 34. Và chúng ta đọc như sau: 34. Các em lưu ý, ở đây là số 4, nhưng khi đọc chúng mình đọc là 4. Tiếp tục ở mô hình thứ 3, chúng mình thấy có tất cả bao nhiêu quả. Các em ạ, ở mô hình thứ 3 có tất cả là 40 quả đấy. 40 quả thì gồm có 40 quả và không có quả rời nào cả, thì chúng mình sẽ điền số 4 vào cột trục, số 0 vào cột đơn vị. Ghép lại chúng ta được số 40 và chúng ta đọc là 40. Tiếp tục ở mô hình thứ tư, chúng mình đếm có tất cả là 31 quả. 31 quả được tách làm gồm 30 quả và 1 quả. 30 ở đây là 30, cô điền số 3 vào cột trục. 1 quả ở đây là 1 đơn vị, cô giáo điền số 1 vào cột đơn vị. Từ đó chúng mình ghép được số, đó là số 31. Số 31 gồm có 2 chữ số, đó là chữ số 3 và chữ số 1. Chúng mình đọc như sau: 31. Các em lưu ý số 1 đứng sau từ 21 trở lên thì chúng mình đọc là 1. Cô mời các em hãy đọc lại các số này nhé: 34, 40, 31. Như vậy chúng mình vừa làm xong bài tập số 1, đó là viết theo mẫu. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang bài tập số 2 nhé. Bài tập số 2 yêu cầu như sau: viết số thích hợp vào con cá mà mèo câu được theo mẫu. Các em hãy quan sát. Đây là hình ảnh những chú mèo rất đáng yêu và trên mình chú mèo có ghi chữ và số, chúng mình phải đọc. Và ở đây là những chú cá tương ứng mà chú mèo câu được. Và ở đây mẫu chúng mình nhìn thấy chú mèo đầu tiên đó là mang trên mình đó là 20 và 4 đơn vị. Vậy số có 20 và 4 đơn vị đó là số nào? Số 20 và 4 đơn vị đó là số 24 đấy. Vậy ở đây chính là nối với con cá mang số 24 mà chú mèo câu được đấy. Trên mình con cá có mang số tương ứng với mình của con mèo đấy. Vậy các con mèo còn lại chúng mình sẽ cùng nhau quan sát, đọc và tìm số để tương ứng điền vào chỗ trống trên mình con cá mà chú mèo câu được nhé. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta làm bài tập nào. Chúng mình vừa làm bài tập xong chưa? Cô trò chúng mình cùng nhau chữa bài nhé. Chú mèo thứ hai là trên mình có ghi 40 và 1 đơn vị. Vậy số gồm 40 và 1 đơn vị là số nào? Số gồm 40 và 1 đơn vị là số 41 đấy. Đây là số 41. Chúng mình sẽ điền vào con cá của chú mèo thứ hai câu được. Tiếp tục chúng mình quan sát chú mèo thứ ba. Trên mình chú có ghi 60 và 7 đơn vị. Vậy số gồm 60 và 7 đơn vị là số nào? Các em ạ, số gồm 60 và 7 đơn vị đó là số 67 đấy. Chúng mình điền số 67 vào con cá của chú mèo câu được nhé. Tiếp theo chú mèo thứ tư, trên mình có ghi 30 và 2 đơn vị. Vậy số gồm 30 và 2 đơn vị là số nào? Số gồm 30 và 2 đơn vị đó là số 32. Chúng mình sẽ điền số 32 vào trên mình con cá mà chú mèo thứ tư câu được nhé. Chúng mình cùng nhau đọc lại các số mà chúng mình vừa điền: 41, 32, 67. Như vậy chúng mình đã viết được số thích hợp vào con cá mà các chú mèo câu được rồi đấy. Tiếp tục cô trò chúng mình cùng nhau làm bài tập số 3 nhé. Bài tập số 3 yêu cầu như sau: viết vào ô trống theo mẫu. Các em hãy quan sát mẫu. Ở đây có 3 cột. Cột thứ nhất là cột số gồm, cột thứ hai là cột viết số và cột thứ ba là cột đọc số. Các em hãy quan sát mẫu. Ở cột số gồm thì chúng mình thấy đó là số gồm 60 và 4 đơn vị. Ở đây viết số, mình sẽ viết được số đó là 64. Và cách đọc số đó là 64. Như vậy, số gồm 60 và 4 đơn vị là số 64. Tương tự, các cột còn lại còn thiếu, chúng mình sẽ dựa vào mẫu để chúng mình điền vào các cột cho phù hợp nhé. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta làm bài tập 3 nào. Chúng mình cùng nhau chữa bài nhé. Số gồm 50 và 5 đơn vị đó là số nào? Số gồm 50 và 5 đơn vị đó là số 55. Chúng mình đọc là 55. Các em lưu ý số 5 đứng trước chúng mình đọc là 5. Số 5 đứng sau chúng mình đọc là 5. 55. Tiếp tục ở dòng thứ 3 cho chúng ta biết đó là viết số, đó là số 82. Vậy số 82 là số gồm có mấy chục và mấy đơn vị? Số 82 là số gồm có 80 và 2 đơn vị. Chúng mình đọc số như sau: 82. Ở dòng thứ tư, chúng mình thấy có cột đọc số đó là 91. Vậy chúng mình sẽ số 91 gồm có 10 và 1 đơn vị đấy. Chúng mình viết được số đó là số 9 và số 1. Đây gọi là số 91. Chúng mình cùng nhau đọc lại nhé. 60 và 4 đơn vị, 64, 64, 50 và 5 đơn vị, 55, 55, 80 và 2 đơn vị 82, 82, 90 và 1 đơn vị 91, 91. Như vậy chúng mình đã hoàn thành bài tập số 3 rồi. Tiếp tục chúng mình làm bài tập số 4 nào. Bài tập số 4 yêu cầu như sau. Đây là đoàn tàu A và đoàn tàu B. Đoàn tàu A và đoàn tàu B đều mang các toa tàu và mỗi một toa tàu có mang một số đấy. Và các toa tàu này đều mang các số có 2 chữ số. Vậy yêu cầu ý A như sau. Tô màu vàng vào các toa của đoàn tàu A ghi số bé hơn 60. Các em hãy quan sát đoàn tàu A có các số 65, 59, 47, 60. Như vậy đây là các số trong các toa của đoàn tàu A. Vậy những toa nào có ghi số bé hơn 60? Các em ạ, trong các toa tàu này thì toa ghi số bé hơn 60 đó là toa mang số 59 và toa mang số 47 đấy. Vậy chúng mình sẽ tô màu vàng vào hai toa này nhé. Tiếp tục ở ý B. Chúng mình quan sát ở đoàn tàu B, tô màu đỏ vào toa ghi số lớn nhất, màu xanh vào toa ghi số bé nhất. Chúng mình hãy dùng bút chì màu để tìm số ở đoàn tàu B, đó là số 56, số 48, số 51 và số 53. Trong các số này thì số nào là số lớn nhất chúng ta tô màu đỏ, số nào bé nhất chúng ta tô màu xanh. Cô mời các em thực hiện nào. Đáp án của cô giáo như sau. Toa ghi số lớn nhất trong đoàn tàu B đó là toa mang số 56. Cô giáo tô màu đỏ. Toa mang số bé nhất trong đoàn tàu B đó là toa mang số 48. Chúng ta tô màu xanh. Tùy các em có thể là xanh nước biển hoặc xanh lá cây. Tiếp tục ý C. Viết tiếp vào chỗ chấm. Ở cả hai đoàn tàu, những số vừa bé hơn 60, vừa lớn hơn 50 là. Như vậy trong hai đoàn tàu A và B thì chúng mình thấy những số bé hơn 60 và lớn hơn 50 đó là số 59, số 56, số 51 và số 53 là những số vừa bé hơn 60 mà vừa lớn hơn 50. Còn ở đây số 65 lớn hơn 60 là không phù hợp. 47 là số bé hơn 50 không phù hợp. Số 48 cũng bé hơn số 50. Và số 60 là số bằng 60. Chúng mình sẽ loại trừ những số đó. Như vậy chúng mình đã hoàn thành xong bài tập số 4 rồi đấy. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết rồi. Thân ái chào tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi. Và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau. Cảm ơn các em đã xem.